Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp. Để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 12 tháng 9 năm 2024, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch, ngày Kỷ Mão, trực, phá, nên chữa bệnh, phá giữa nhà, đồ vật, tuổi xung ngày, Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi hợp trong ngày, ngày Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Giờ hoàng đạo, Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tài lộc tăng tiến trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 12 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, cục diện tương hình giáng họa, người tuổi Tý không nên nóng nảy, va chạm với mọi người xung quanh, bạn nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Với người làm kinh tế, bản mệnh chớ nên đưa ra những quyết định hợp tác, ký kết hợp đồng quá vội vàng, bởi như vậy có thể bạn sẽ không phát hiện ra nhiều sơ hở. Kẻ xấu có thể lợi dụng sơ hở này để hãm hại bạn. Thủy sinh mộc, may mắn là phương diện tình cảm lại đem tới nhiều niềm vui, dù phải chịu nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi về đến nhà. Gia đình chính là nơi chữa lành cho bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, không nên nóng nảy, va chạm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, bạn nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, chớ nên đưa ra những quyết định hợp tác, ký kết hợp đồng quá vội vàng. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, kẻ xấu có thể lợi dụng sơ hở để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, dù phải chịu nhiều áp lực ngoài xã hội, nhưng bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi về đến nhà. Con số may mắn, 5, 0, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng, quy nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, mộc khắc thổ, người tuổi Sửu và nửa kia dễ vướng phải mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Hai người đều quá bướng bỉnh nên không ai chịu nhường ai, không ai muốn hạ cái tôi xuống để lắng nghe đối phương. Cứ tiếp tục thế này, quan hệ hai người sớm muộn gì cũng có rạn nứt. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, có thể bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Liệu cái tôi của bạn có quan trọng bằng hạnh phúc gia đình không? Tỷ kiên chiếu mệnh, sự nghiệp của bản mệnh cũng lắm chông gai. Có vẻ như con giáp này luôn tự tách mình ra khỏi tập thể, nên khi gặp khó khăn cũng phải tự lực cánh sinh. Bạn có thể phải trải qua một ngày vất vả. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, đôi lứa đều quá bướng bỉnh nên không ai chịu nhường ai. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, có thể bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, luôn tự tách mình ra khỏi tập thể nên khi gặp khó khăn cũng phải tự lực cánh sinh. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, hãy bao dung cho nhau hơn để mối quan hệ được yên bình. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, bạn có thể phải trải qua một ngày vất vả. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tam hội giúp sức, người tuổi Dần phát huy được thế mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ vậy bạn giúp tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn và được nhiều người nể phục. Với người làm kinh tế, bạn giữ được chữ tín của mình nên được khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Hôm nay bạn có thể cân nhắc mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, đổi mới phương thức làm ăn để thu hút thêm khách hàng mới. Chuyện tình cảm nhìn chung khá yên bình, bạn nhận được sự thấu hiểu của nửa kia nên hai người rất ít khi tranh cãi. Người ấy cũng truyền thêm cho bạn nhiều động lực để cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, phát huy được thế mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, giúp tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn và được nhiều người nể phục. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, giữ được chữ tín của mình nên được khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, hãy đổi mới phương thức làm ăn để thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, bạn nhận được sự thấu hiểu của nửa kia nên hai người rất ít khi tranh cãi. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi.
Tử vi tuổi Mão, thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Mão dễ vướng phải tranh cãi với cấp trên trong ngày hôm nay. Bản mệnh thích làm mọi việc theo ý mình, không tuân theo các quy định của tập thể nên khiến cấp trên không hài lòng. Con giáp này cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi với lãnh đạo để được giải quyết nhanh chóng. Không nên giữ sự khó chịu ở trong lòng. Mộc vượng là dấu hiệu chứng tỏ con giáp này dễ mắc các bệnh xương khớp hoặc bị thương tay chân, bạn cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, chớ làm việc quá sức và không nên làm việc khi đang thiếu tỉnh táo. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, dễ vướng phải tranh cãi với cấp trên trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, thích làm mọi việc theo ý mình nên khiến cấp trên không hài lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi với lãnh đạo để được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân, hãy giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tương hại khiến người tuổi Thìn vướng phải đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Thậm chí những người tưởng rằng quen thân với bạn cũng có thể quay lưng hãm hại bạn. Vì vậy, trong thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên tự lực cánh sinh, chứ đừng tin tưởng quá mức vào bất cứ ai. Hãy làm mọi việc thật từ tốn và thận trọng để hạn chế các sai sót đến mức tối đa. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm khi người độc thân vẫn còn bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ. Dường như bạn chẳng còn dám tin tưởng vào bất cứ ai. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, người tưởng rằng quen thân với bạn cũng có thể quay lưng hãm hại bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nên tự lực cánh sinh chứ đừng tin tưởng quá mức vào bất cứ ai. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy làm mọi việc thật từ tốn và thận trọng để hạn chế sai sót. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, người độc thân vẫn còn bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn chẳng còn dám tin tưởng vào bất cứ ai. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính ấn tương trợ, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước tiến rõ rệt trong ngày hôm nay. Bạn được cấp trên ưu ái nên truyền cho nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc hữu ích. Với người có ý định học hành thi cử, hãy tập trung ôn luyện và phát huy đúng phong độ của mình đúng lúc, đúng chỗ. Con giáp này là người có kiến thức, vì vậy có thể chinh phục được giám khảo, nhà tuyển dụng. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Hai người vừa gặp gỡ mà đã nói chuyện khá hợp nhau. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, được cấp trên ưu ái nên truyền cho nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy tập trung ôn luyện và phát huy đúng phong độ của mình đúng lúc, đúng chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có thể chinh phục được giám khảo, nhà tuyển dụng, nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, gặp được người trùng suy nghĩ với mình. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, cục diện tương phá gây rối, người tuổi Ngọ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc vào ngày hôm nay. Kẻ tiểu nhân cố tình chọc gậy bánh xe, khiến công việc bạn quen thuộc cũng gặp nhiều rắc rối. Với người làm kinh tế, bạn cần thận trọng trước nguy cơ hao tài tốn của. Có tiền thì tốt nhất nên giữ chắc trong tay, không nên nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài, bởi không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống. Mộc sinh hỏa, người độc thân có thể nhận ra ai đó luôn quan tâm, giúp đỡ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Bạn có thể cho đôi bên cơ hội để hiểu hơn về nhau. Biết đâu sẽ mở ra một trang mới trong cuộc sống. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc vào ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, kẻ tiểu nhân cố tình chọc gậy bánh xe, gây rối cho công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, không nên nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, có thể cho ai đó cơ hội để hiểu hơn về mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nhận ra ai đã luôn quan tâm, giúp đỡ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi,
tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt trong thời điểm này. Nhờ vậy mà bạn đưa ra được nhiều quyết định sáng suốt, tránh được những cạm bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn từ trước. Với người làm lãnh đạo, bạn cũng có tầm nhìn xa trông rộng để có thể dẫn lối cho cả tập thể. Bản mệnh cũng biết phân công việc cho đúng người để ai cũng phát huy được thế mạnh của mình, khiến công ty phát triển nhanh chóng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại không mấy yên bình, có thể bạn đang quá tập trung cho công việc mà quên mất quan tâm tới người thân. Mối quan hệ đôi bên đang khá lạnh nhạt. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt trong thời điểm này. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy đưa ra được nhiều quyết định sáng suốt, tránh được những cạm bẫy. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa có tầm nhìn xa trông rộng để có thể dẫn lối cho cả tập thể. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ đang quá tập trung cho công việc mà quên mất quan tâm tới người thân. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình để có thể ở bên người thân nhiều hơn. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Kim khắc mộc, người tuổi Thân nên nghiêm túc và chân thành hơn trong chuyện tình cảm. Một khi đã đến với ai thì nên giữ khoảng cách với những người còn lại, đừng để những lời đồn thổi khiến nửa kia phải chịu tổn thương. Với người độc thân, bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Nhưng không phải ai tiếp cận bạn cũng có mục đích trong sáng. Bạn cần thận trọng trong các quyết định tình cảm. Thương quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không mấy hanh thông trong thời điểm này. Bạn nên thận trọng trong giao tiếp với lãnh đạo, chớ khiến đối phương mất lòng bởi điều đó sẽ không đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp của bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy nên nghiêm túc và chân thành hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, một khi đã đến với ai thì nên giữ khoảng cách với những người còn lại. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, không phải ai tiếp cận bạn cũng có mục đích trong sáng. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, bạn cần thận trọng trong các quyết định tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên thận trọng trong giao tiếp với lãnh đạo. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy cục diện tương xung soi chiếu, người tuổi Dậu dễ vướng phải tranh cãi với mọi người xung quanh. Bạn khăng khăng với quan điểm của mình và từ chối lắng nghe lời khuyên của người khác. Dù tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể nắm rõ được mọi vấn đề. Vì vậy, việc học hỏi từ mọi người luôn là vô cùng cần thiết. Nếu quá tự phụ, bạn sẽ dần trở thành ếch ngồi đáy giếng và tụt hậu so với mọi người. Kim khắc mộc, bản mệnh và nửa kia có thể hiểu nhầm nhau trong một vấn đề gì đó. Thay vì giữ mọi chuyện trong lòng và đoán già đoán non thì hai người cũng nên thẳng thắn với nhau, như vậy mọi chuyện mới có thể giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, dễ vướng phải tranh cãi với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, chớ khăng khăng với quan điểm của mình và từ chối lắng nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, dù tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể nắm rõ được mọi vấn đề. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nếu quá tự phụ, bạn sẽ dần trở thành ếch ngồi đáy giếng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, bản mệnh và nửa kia có thể hiểu nhầm nhau trong một vấn đề gì đó. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, gặp khó khăn cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ, mọi việc không còn quá khó khăn với bạn trong ngày hôm nay. Với người làm kinh tế, con giáp này có thể tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình, nhờ vậy mà bạn không cần quá vất vả, vẫn tạo được tiếng vang, thu hút được nhiều khách hàng mới tới mua hàng. Tiếc rằng mộc khắc thổ, bạn và nửa kia nên lựa lời nói chuyện với nhau, đặc biệt là trong lúc nóng giận, nếu hai người nói năng không suy nghĩ, thì rất dễ tổn thương nhau, gây nên những vết thương lòng khó chữa lành. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, mọi việc không còn quá khó khăn với bạn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, có thể tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, không cần quá vất vả, vẫn tạo được tiếng vang, thu hút được nhiều khách hàng mới. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, bạn và nửa kia nên lựa lời mà nói chuyện với nhau, đặc biệt là trong lúc nóng giận. Con số may mắn 4, 0, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cam, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ.
Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, chính quan tương trợ, người tuổi Hợi bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Bạn không ngại học hỏi điều mới, nêu lên quan điểm của bản thân, đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh nhận được sự nể phục và tôn trọng từ nhân viên cấp dưới. Những quyết định trước đó của bạn khiến tập thể phát triển ổn định hơn, thậm chí gặt hái được những thành công lớn. Thủy sinh mộc, chuyện tình cảm cũng đem tới nhiều tín hiệu tích cực. Bạn mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và sự chân thành của bạn có thể khiến người ấy rung động. Hai người có thể phát triển xa hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không ngại học hỏi điều mới, nêu lên quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nhận được sự nể phục và tôn trọng từ nhân viên cấp dưới. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, những quyết định trước đó của bạn khiến tập thể phát triển ổn định hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, sự chân thành của bạn có thể khiến người ấy rung động. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 12 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp, tuổi nào may mắn nhất trong ngày, tuổi Tỵ, Dần, Hợi. Con giáp nào với nhiều rắc rối nhất, tuổi Thìn, Mão, Sửu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!